Nấu đậu cho Bi ăn nhé. Đây để xuống nấu, nấu mới ăn được. Ngồi chờ xíu, để chị cắt quần áo cho ăn tủ nhé. Cắn nhé. Đấy, ra đây Bi ơi. Ra đây. Ăn đậu nhé, Bi muốn ăn đậu à. Để xuống nấu nhé. Nấu với cà chua nhé. Ấn tủ này, đi, chị về xuống nấu. Cái này còn mang hàng trên này nữa. Xong cắn. Xong nấu rõ cho. Ngồi đây nhé, ngồi đây chờ xem. Ngồi đây, xin mình nhé. Để ra đây, ngồi chờ nhé. Thấy không?
Ngon chưa? Chờ chị nhé. Là Bi, bỏ tay ra đi, đứt tay. Đứt tay đấy, cẩn thận nhé. Bi ngồi lùi ra xa đi. Lùi ra xa đi. Đứt tay đi. Đi ngồi chờ. Đặt trứng nha. À, chị đổ vào đây nha. Nhé. Rồi tiêm đi hấp nha. Đói à? Chờ xíu nhé. Sắp chín rồi. Bóp chân nha. Bóp chân sau, bóp chân xíu. Xong rồi xíu ra ăn này. Đây xem bụng đói à. Xem bụng đói à. Vài phút nữa à. Chuẩn bị chín lại. Ra. Nào không buồn nha. Ba đi mấy buổi nữa ba về rồi đấy. Bác sĩ đang chỉ bệnh cho ba rồi, không buồn đấy nha. Ăn đi. Chín rồi kìa Bi. Chín rồi. Bác sĩ đây. Bác sĩ đây. Ăn ra ăn cho đỡ đói. Nào, cẩn thận không nóng nha. Ui, chín rồi này. Ngon chưa? Lấy ra nhá. Hơi nóng quá. À, thì chị lấy đồ lấy ra cho mình lấy chơi. Nóng lắm đấy. Đi, ngồi ra kia đi, ngồi. Ngồi lên tay chị làm sao mà chị nhấc ra được. Nóng á, ngồi ra đây đi. Nóng lắm. Trời. Ý, đây. Từ từ lấy bì đĩa cho Bi nhá. Đây, bì đĩa cho Bi đây. Chị đổ ra cắt cho Bi nha. Nó bị dính rồi.
Chờ xíu. Chờ nó hơi nóng lắm đi ạ. Sao bị thổi cho đi nha. Bỏ vào đây cho đi. Đây. Nóng nóng nóng. Thổi đã. Thổi nhé. Nè. Ui, nóng đấy, còn nóng. Ừ. Ừ. Đi tự ăn đi nhé. Chị ăn. Cẩn thận nóng nha. Ngon không? Khi ăn đậu có đậu rồi nha. Thì dập nhỏ mới ăn được chứ. Mình to quá. Bắp đi ăn đi. Ăn giỏi nhé. Ba về ba vui. À, chị đút nốt cho Bi nè. À, chị đút. Đưa chị đây, chị đút cho. Đút nốt nhá. Nó mình miếng nhỏ này. Mình miếng cái cà chua. Ừ. Ăn thì từ luôn. Bi thích cà phụ à? Thích cà phụ. Ừ. Rồi, hết rồi. Dẹp nhé, ăn xong rồi dẹp nhé. Ta lấy chuối ra ăn nha. Chuối đây này, bắt chuối nhé. Bắt chuối đây. Đây chị bắt cho. Đi ăn đi. Ăn từ từ thôi. Đi ăn đi nha. Đây chị bắt bỏ ra. Bắt bỏ ra, bắt bỏ ra. Ăn từ từ thôi. Ừ. 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 Thôi nha. Ăn thấy đủ rồi đấy. Hơi nhiều. Ăn thêm quả nữa hơi nhiều. Lấy khăn lau miệng nhé. Ngồi chờ chứ. Ừ. Tay bẩn đấy. Nè, nó miệng nó sạch nè. Nè, đeo tay nè. Ừ, đeo tay này đi. Ra, cất khăn đi. Đây bé. Hai tự đi chơi. Cất khăn nhé.